Chào mừng các em đã đến với trang web lời giải hay.com. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em làm bài tập trong mục 4 nhỏ, một số thành tựu văn hóa tiêu biểu của Hy Lạp và La Mã nằm trong bài học số 9 Hy Lạp và La Mã cổ đại trong sách giáo khoa lịch sử và địa lý lớp 6 của bộ sách Cánh Diều. Trong mục 4 chúng ta sẽ cùng nhau trả lời lần lượt hai câu hỏi. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau trả lời các câu hỏi nhé. Câu hỏi đầu tiên đó chính là câu hỏi 4.1. Câu hỏi nằm trong sách giáo khoa trang số 48. Câu hỏi có nội dung như sau. Quan sát các hình từ 9.6 đến 9.12 và đọc thông tin. Hãy nêu một số thành tựu văn hóa tiêu biểu của Hy Lạp và La Mã. Với câu hỏi này, các em hãy quan sát các hình từ hình 9.6 đến 9.12 và dựa vào những thông tin có trong sách giáo khoa để đưa ra câu trả lời chính xác nhất nhé. Cô sẽ hướng dẫn các em trả lời câu hỏi này như sau. Những thành tựu tiêu biểu của Hy Lạp và La Mã chúng ta có thể kể đến đó là: đầu tiên, người Hy Lạp và La Mã đều biết làm ra lịch dương dựa trên sự quan sát về chuyển động của trái đất quay quanh mặt trời. Về chữ viết, người Hy Lạp sáng tạo ra hệ thống chữ cái trên cơ sở mẫu tự cổ. Người La Mã đã dựa vào hệ thống chữ của người Hy Lạp để tạo ra mẫu tự Latin. Người La Mã đã dùng chữ số để viết số và từ đó đã gọi là số La Mã. Đối với văn học thì xuất hiện sớm nhất là thần thoại với hai bộ sử thi rất nổi tiếng đó là Iliad và Odyssey. Về sử học, Hy Lạp và La Mã đều xuất hiện nhiều nhà sử học nổi tiếng, ví dụ như ở Hy Lạp chúng ta có nhà sử học Herodot, Thucydides, hay ở La Mã chúng ta có nhà sử học Polybius. Về các môn khoa học khác như thiên văn, toán, địa lý, triết học, chúng ta có nhiều tên tuổi nổi tiếng, ví dụ như ở Hy Lạp chúng ta có Pythagore, Euclid, Archimedes, ở La Mã chúng ta có Ptolemy hay là Cicero. Đối với kiến trúc và điêu khắc, người Hy Lạp và La Mã đã tạo ra rất nhiều công trình kiến trúc đồ sộ và tuyệt mỹ, ví dụ như tượng lực sĩ ném đĩa hay là đấu trường Colisée. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi 2.2. Câu hỏi nằm trong trang sách số 48. Câu hỏi có nội dung như sau. Những thành tựu văn hóa nào của Hy Lạp và La Mã cổ đại được bảo tồn đến ngày nay? Câu hỏi này các em có thể vận dụng những hiểu biết của bản thân để trả lời nhé. Cô sẽ hướng dẫn và gợi ý các em một số những thành tựu sau đây. Những thành tựu văn hóa của Hy Lạp và La Mã còn được bảo tồn đến ngày nay. Ví dụ như con người chúng ta vẫn đang sử dụng dương lịch để tính ngày, sử dụng hệ thống chữ cái và chữ số La Mã, hay áp dụng các định lý, ví dụ như Thales, Pythagore, Euclid, Archimedes, hay một số công trình kiến trúc, ví dụ như tượng lực sĩ ném đĩa hay đấu trường Colisée vẫn còn được lưu giữ và trở thành những địa điểm du lịch rất nổi tiếng. Vậy là cô và các em đã cùng nhau trả lời xong câu hỏi nằm trong mục 4 nhỏ của bài học số 9 rồi. Bài học của chúng ta vẫn còn rất nhiều câu hỏi thú vị. Các em hãy truy cập vào trang web lời giải 2.com để xem chi tiết các bài giảng khác nhé. Chúc các bạn sẽ học tập thật tốt và hẹn gặp lại các em trong các video bài giảng tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!